Xin chào tất cả mọi người. Thì cái ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người cũng như giới thiệu cho mọi người một dòng sản phẩm mới và rất là xịn sò và rất là đầy ấn tượng. Đó chính là một bộ micro đến từ một thương hiệu Việt Nam, Navision Audio. Và cái sản phẩm này có gì đặc biệt thì mời mọi người hôm nay sẽ cùng Thiên Vũ chúng ta sẽ ngồi lại đánh giá những cái gì từ bên ngoại thất, thiết kế, linh kiện của cái sản phẩm này và cái chất lượng của sản phẩm này như thế nào, thì mời mọi người xem theo dõi cái video này. Nếu mọi người thấy cái video mà Vũ chia sẻ hay, rõ ràng, đầy đủ thông tin thì đừng quên bấm like và subscribe kênh và để bấm nút đăng ký theo dõi những cái video mới nhất từ Thiên Vũ Audio. Thì đầu tiên Vũ xin được chia sẻ đó chính là về cái sản phẩm, tên chính xác của nó là Navision Audio và mã sản phẩm hiện tại trên trước mặt các bạn cũng như khán giả đang xem video ngày hôm nay và trên bàn thì Vũ đây là sản phẩm mã NO 86, một cái số rất là đẹp đúng không mọi người. Thì cái sản phẩm micro này đặc biệt nhất, đầu tiên và cái sự ấn tượng nhất đó là không phải là một micro của một thương hiệu Mỹ, không phải một micro của Trung China, mà đây là một cái microphone của thương hiệu Việt Nam chúng ta. Và cái đánh giá cao nhất của Vũ cho cái bộ sản phẩm này chính là từ đến linh kiện, từ cái thiết kế bo mạch, từ đến mọi thứ bố trí, ý tưởng, chất xám, những cái idea của người Việt mình đã được dồn vào, cũng như là những cái ý tưởng được dồn vào cái sản phẩm này rất là tâm huyết đó. Thì cái micro này đặc biệt hơn so với những micro đó ở trên thị trường mà chúng ta phổ biến là sử dụng những cái microphone bình thường khác đó. Thì cái microphone ngày hôm nay cái là nó là micro đèn đó. Các bạn đã nghe qua bao đèn, nói chung rất là nhiều thứ về những anh chị, những cô chú đã chơi những cái hệ thống hi-fi, high-end thì các bạn nghe rì đèn rất là nhiều đúng không? Thì đèn là sao? Đèn để cho một cái sự mộc mạc, được cái chân thật nhất, để xử lý âm tốt nhất đó. Tránh bị gây méo. Đầu tiên thì mình sẽ nói về cái thiết kế của sản phẩm này. Thì về thiết kế sản phẩm này á, là hoàn toàn là mặt trước là chúng ta được sử dụng một cái mặt kính mica. Thì bây giờ mình sẽ bóc siêu các bạn luôn. Nó khá là mỏng nha. Nhiều khi bình thường chúng ta nghĩ về nó hơi chày và nó chúng ta sẽ cảm giác là nó bị chày xước. Nhưng thực ra chúng ta chưa bóc siêu nào đó. Khi mà bóc siêu thì nó sẽ bóng con và rất là đẹp như một mặt kính vậy, nhưng mà trên thực tế nó chỉ là một cái mica thôi. Và các phím hỗ trợ ví dụ như là nút up down lên xuống để set tần số sóng và nút để chúng ta auto sync sóng với lại cái tai micro. Ngoài bên phía bên tay trái của cái Navision thì nó sẽ có một cái logo của hãng Navision Audio và cái mã bên đây là NO 86. Đó thì thiết kế nó rất là đơn giản. Mình thấy nếu mà nhìn ở những cái tổng thể về của thiết kế của Navision thì hầu như là tông của họ là màu đen và màu vàng. Tất cả nếu mà những khách hàng mà chúng ta đã sử dụng những sản phẩm âm ly của Navision thì đa phần là có tông vàng và tông đen. Thì cái con này thì nó cũng như vậy. Thì cái phông chữ nó vẫn sử dụng phông chữ vàng và cái mặt trước hoàn toàn đen. Thì cái màu sắc này thì rất là dễ phối ghép và để trên những cái thiết bị âm thanh mà đa phần các bạn thấy là những thiết bị âm thanh bây giờ đa phần là màu đen. Về thiết bị âm thanh như cục đẩy, vang số, mixer là chúng ta đen tổng thể thì nó sẽ rất là sang. Một điều đặc biệt nữa là cái microphone này là nó sẽ không có sử dụng cái nguồn adapter mà nó sẽ là sử dụng nguồn trực tiếp 220 luôn mọi người. Và có hai sóng anten, một ngõ 6 ly và hai ngõ Canon. Và bây giờ mình sẽ cùng tất cả mọi người chúng ta sẽ mở xem cái bên trong cái linh kiện cũng như thiết kế con này nó sẽ như thế nào, rồi chúng ta sẽ ngồi lại chúng ta đánh giá cái sản phẩm này. Ok, mình sẽ cùng tháo ruột ra. Ok, thì cái điểm đặc biệt nhất mình xin được đánh giá review đó chính là cái bóng đèn. Thì các bạn biết ở trên thị trường hiện nay á, là những cái microphone hiện tại micro là đa phần là sử dụng cái bộ khuếch đại bằng IC. Đối với cái nguồn bóng đèn này á thì nó khác biệt ở chỗ là thay vì sử dụng bằng cái chip khuếch đại IC thì ở đây Navision họ vẽ ra một cái bài toán là sử dụng cái khuếch đại bóng đèn. Thì cái sự khác biệt của cái bóng đèn, sử dụng cái bóng đèn khuếch đại bóng đèn và IC nó khác nhau ở chỗ nào?
Thì mình sẽ nói đầu tiên á, thì các bạn biết là những anh chị, những cô chú nghe nhạc thì nói về bóng đèn thì nó là xử lý ở trong cái môi trường chân không, thì nó sẽ giúp ra chân không, tức là sẽ không có một cái gì cả để tránh bị nhiễu. À, thì cái bóng đèn á, nó sẽ giúp cho tai tiếng nó sạch sẽ nhất, xử lý sạch sẽ nhất và mượt mà nhất, à, tránh bị nhiễu hay là những cái tạp âm nào đó, xử lý rất là hay. À, còn đối với mà dòng IC thì nó là một cái nguyên lý là khuếch đại tiếng bằng một cái gọi là chất rắn, thì đương nhiên là nó sẽ có tỷ lệ sai số, thì nôm na là giống như là cái chất âm khi mà cái giọng của chúng ta khi mà đưa vào cái đèn thì nó sẽ khuếch đại lên là công suất giọng của chúng ta là 1, thì cái bóng đèn nó sẽ khuếch đại lên thành 100. Đó, thì nhưng mà cái giọng nguyên bản của mình á, được qua cái môi trường xử lý đèn chân không này á, nó sẽ giữ nguyên bản như vậy và nó sẽ đảm bảo 100% khi mà khuếch đại lớn lên, nó không có bị cắt giảm đi cái chất lượng và cái giải âm nó sẽ rộng hơn so với IC, và nó đảm bảo khi mà cái đầu cuối cùng, đầu ra của âm thanh nó vẫn giữ nguyên và vẫn đầy đặn. À, còn với IC thì nó sẽ đôi khi nó sẽ xảy ra cái trường hợp là bị méo tiếng, rồi nó sẽ có những cái tiếng, nói chung là tiếng rác, nói chung là nó bị sọc sọc sệt hay là bị nhiễu âm đó, như vậy. Thì đó là cái điều đầu tiên, đó là về cái sự khác biệt giữa những cái micro trên thị trường và cái micro Navision bằng xử lý bằng bóng đèn này. Và một cái mà mình có thể nhấn mạnh với và chia sẻ cho mọi người nữa là theo mình biết thôi nha, thì đây là những cái cảm nghĩ và những cái đánh giá của mình tìm hiểu và mình chia sẻ cho mọi người thôi. Có gì mọi người có muốn góp ý thêm hay những cái chia sẻ của mọi người, hãy để lại comment bên dưới, chúng ta cùng trao đổi sản phẩm này. Thì để mà làm sao cho cái mạch khuếch đại cái bóng đèn này để hoạt động tốt thì nó sẽ rất chi là quan trọng cho cái việc là nguồn. Thì con này Navision No 86 thì nó sử dụng một nguồn 220 và sau đó họ sử dụng qua một cái bộ lọc nguồn, mà lọc nguồn nó cần phải sạch thì nó mới đảm bảo được cái nguồn điện xử lý âm của cái bộ khuếch đại bóng đèn này. Nhưng mà ngoài ra cái Navision họ thiết cái bo lọc nguồn này á, ngoài cái gì là gọi là nguồn siêu sạch, gọi là siêu tiến tính á, thì nó gọi là Ultra Light New. Thì một tên Ultra Light New tức là sạch hơn cả gọi là hàng sạch nữa, để làm sao giữ được cái nguồn sạch sẽ nhất để giúp cho cái bộ xử lý khuếch đại bóng đèn này có thể hoạt động tốt nhất để tránh bị nhiễu âm. Thì thật ra để mà trải nghiệm được cái nguyên lý hoạt động của cái xử lý âm bóng đèn này thì cần phải một bộ nguồn rất là xử lý rất là sạch, rất là quan trọng. Linh kiện hay là tụ nó phải chất lượng kèm theo. Cái vấn đề này thì thật ra mình là nhỏ tuổi, Vũ khá là nhỏ tuổi với trong nghề, nhưng mà nếu mà Vũ đã chia sẻ ra thì những anh chị lớn, những cô chú đã đi trước thì đã chơi qua đèn thì sẽ dư sức hiểu để làm sao mà cái nguyên lý, cái tụ, cái hoạt động mà bóng đèn ở trong xử lý môi trường chân không mà để tốt nhất thì chắc chắn là phải đi kèm với việc là linh kiện phải cực kỳ xịn thì mới đáp ứng được cái điều đó. Chứ mà sử dụng linh kiện dởm hay những linh kiện kém chất lượng thì không thể nào mà giúp cho cái đèn này hoạt động tốt được. Về âm thì sao? Âm thì cái phần âm của cái Navision này thì nó sẽ rất là phù hợp cho với những anh chị, cô chú mà thích cái giọng mộc mạc, sạch sẽ, thì nó sẽ giúp giữ nguyên bản cũng như là cái giải tầng thu của cái bóng đèn nó sẽ rất là rộng và những cái tiếng xào xạc hay những cái cổ họng nó vẫn giữ nguyên để nó đưa vào xử lý, thì nó giúp cho cái giọng mình thật hơn. Để mà trải nghiệm cái giọng này thì mình sẽ có một cái chưa ok ở cái con này, tức là khi mà cái độ noi, cái độ hút, độ nhạy của cái con này nó cao, nhưng mà khi mà cái đầu mic thì mình trải nghiệm á thì nó để xa ra thì nó hơi mỏng. Nhưng mà mình đã từng test ra, mình đã xử lý cái phần này thì bằng một cách đó là mình sẽ tăng cái gain đầu vào rất là lớn và mình hãm lại cái gain đầu ra, thì sẽ giúp cho cái micro này khi mà chúng ta để xa như thế này nó vẫn giữ âm bass và độ dày giống như những cây mic xịn, rất là hay, nhưng mà lại không bị gây hú đít. Cái đó là điểm rất là ok và hát rất là đã. Thì cái sản phẩm này hiện tại Thiên Vũ cũng đang để sẵn tại showroom. Thì đối với những khách hàng mà muốn trải nghiệm cái sản phẩm này, anh chị muốn trải nghiệm sản phẩm này có thể đến showroom Thiên Vũ, sẽ set up sẵn cho mọi người tự hát thử và mọi người sẽ đưa ra một cái đánh giá khách quan của mình. Đó. Còn nếu mọi người thấy cái sản phẩm này chất lượng thì ủng hộ cũng như là like cái video này để Vũ có thể có nhiều động lực làm video hay hơn nhiều cho mọi người. Và cái mà chia sẻ trước khi kết thúc cái video này á, mà mình chia sẻ đó chính là mình rất là vui
và mình rất là happy khi có một đơn vị người Việt Nam chúng ta, một số đàn anh chúng ta chơi high end và chúng ta họ hợp tác lại với nhau, họ đánh giá và họ nghiên cứu ra cái sản phẩm này. Và sản phẩm này chắc chắn mọi người luôn thì sản phẩm này có đầy đủ giấy tờ luôn cả hợp quy và được nhập khẩu về, và sản phẩm là lắp ráp và mọi thứ là tại Trung Quốc, về nguồn gốc xuất xứ là mọi thứ là chỉ là lắp ráp và 100% tại Trung Quốc và nhập về. Và người Việt Nam và các anh ở Nam Sinh sẽ làm gì? Chính là người tiên phong những cái ý tưởng, vẽ ra con tụ, bố trí con mạch rồi như nào, công suất bao nhiêu như nào và bao nhiêu chấm tụ gì thì hầu như là người Việt chúng ta là người thiết kế ra bản này. Và hiện nay trên thị trường đã từng thấy cái sản phẩm giống như vậy nhưng mà của Trung Quốc nhập về copy tương đồng như vậy nhưng mà với một cái tên khác. Cái ý tưởng này là của người Việt mà đang bị Trung Quốc copy. Thì mình mong muốn thì cái video này mình review thì mọi người biết là những cái sản phẩm chúng ta dùng là từ đâu, ai là người nghĩ ra và ai là làm cái sản phẩm này. Khi mà mọi người trải nghiệm nó cảm thấy nó chất lượng thì mọi người sẽ chọn nó. Và đương nhiên cái giá thành của sản phẩm này nó cũng sẽ không phải là quá là rẻ. Thì nó sẽ dao động là khoảng ở mức 9 triệu so với giá bán lẻ trên thị trường. Thì các bạn thấy với một Bipro ở Việt Nam mà mức giá 9 triệu thì khá là cao. Nhưng mà đây là một cái trải nghiệm mới, một cái mới lạ mà người Việt Nam mình làm ra. Thì mình mong là sẽ người Việt chúng ta sẽ ủng hộ những sản phẩm Việt. Nếu mọi người thấy cái video hôm nay Vũ chia sẻ thông tin đầy đủ và hay và giúp cho mọi người tăng thêm một cái kiến thức cũng như là biết thêm một cái sản phẩm nào đó trên thị trường về cái lĩnh vực âm thanh của chúng ta thì đừng quên bấm like và subscribe channel của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau. Xin chào.